Con muốn mong mẹ về với con, tại vì mẹ cũng là người chăm lo gia đình, con biết mẹ còn thương con, không phải là bỏ mặc con. Mẹ kiểu muốn kiếm tiền nhiều để lo cho con. Mẹ biết con là một người rất là thích mua, kiểu con khá là thích mua đồ như thế này cái nọ, muốn mua nhưng mà không dám mua. Thì con mong mẹ nghĩ là bây giờ mẹ gán kiếm tiền nhiều để mẹ về, mẹ cho con tiền, nhưng con không cần số tiền gì hết, con chỉ cần ba mẹ hạnh phúc, mong là gia đình hạnh phúc thôi, không cần tiền hết. Em xem được cái clip này em quay về với hai cha con đi. Anh thì không mơ mốt, anh không có nói nhiều gì với em hết á, để cho em thoải mái tinh thần. Anh không phải là anh muốn nói nhiều để cho gia đình mình mất hạnh phúc đâu, vì anh cũng nhắc nhở mà, tại em không thích. Cái đó thì mong em bỏ qua cho anh đi, mốt anh không có dám nói nhiều với em nữa. Chào anh trai, chào bé gái. Anh có thể giới thiệu anh tên gì? Anh tên Phạm Văn Ẩn. Phạm Văn Ẩn. Phạm danh Văn Ẩn. Ẩn là Anh Ẩn là quê ở đâu đây? Kiên Giang anh. Kiên Giang. Dạ. Hôm nay anh về đây cùng với con hả? Chứ còn em. Hai ba con hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương giúp đỡ chuyện gì đây? Tìm vợ em tên Nguyễn Thị Vĩnh Trúc. Tìm vợ. Dạ. Vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Vĩnh Trúc, sinh 1990. Sao vợ anh bỏ đi đây? Thì nó bỏ đi, nó nói là nó đi làm, nó mấy ngày trước nó nói đi làm mà đang không, rồi nó chưa đi mấy ngày sau cái nó bỏ nó đi, nghe lúc bằng đêm á 9-10 giờ tối nó bỏ nó đi, anh đi mà nó cắt liên lạc hết, không có ai điện được hết á. Vợ anh bỏ đi cụ thể là ngày nào? Ngày 30, tối 30, 30 tháng mấy? 30 tháng 10 Vậy là mới đây mới mà. đây mới, thì đến Hôm nay là nay 21. 21 ngày. Ôi trời đất ơi. Hai vợ chồng anh có xảy ra cái chuyện gì không mà vợ anh bỏ đi? Không thì không có cãi cọ, không có cự gì hết, mà kiểu nó nói gia đình khó khăn rồi tiền bạc gì nọ nọ, nó xì chết quá nó bỏ tính đi làm, mà nó nói đi làm là chứ mình đi làm là làm tiền, có tiền nhiều gì đó nó mới làm, mà tiền ít nó không làm, nó nói Tiền ít vậy. không làm hả? À, Vợ anh lúc chưa bỏ đi là hiện tại vợ anh làm công việc gì? chị ba Cái mức thu nhập như thế nào? mức thu nhập cũng được 5-6 triệu một tháng, mà nó nói làm ế lắm. Còn anh? Anh thì làm cơ khí, Mức thu nhập ra sao? nhưng mà nhập hiện cũng một tháng bảo động cũng được 7-8 triệu. Vậy là hai vợ chồng cũng mười mấy triệu Đúng hả? rồi, có mấy triệu cũng sống, nếu mà trang trải thì cũng được cuộc sống, mà nó mới nghỉ bên tiệm đó, nghỉ được được 2-3 tuần. Vậy là vợ anh đi làm công việc là spa làm đẹp cho người ta Đúng rồi, đúng đúng không? rồi, đúng rồi, Vợ anh làm nhân viên hay là làm hay là mình mở tiệm riêng? và nhân viên. Nhân viên làm cái Dạ. nghề đó được lâu chưa anh? Được 10 mấy 20 năm nay đó, cũng mười mấy Ồ, năm rồi mười mấy năm mà cái mức lương chỉ 5-6 triệu thôi à? đó. Đúng rồi, nó nói cái lúc trước cái làm cũng được, bây giờ từ hồi lúc trước dịch đi qua dịch đó, giờ nó khách cũng ế vắng. Hai vợ chồng anh là kết hôn được bao nhiêu năm rồi? Được 14 năm. 14 năm trời. Trước kia là hai vợ chồng mình gặp nhau trong cơ duyên nào? Thì cũng đi qua rồi thấy thì quen, từ từ thì số điện thoại với nhau rồi làm quen rồi mới tới đến với nhau luôn, Vậy là mình tự quen tự quen. chứ không phải là mai Đúng mối đúng, đúng hai không? chồng tự quen. Hai vợ chồng anh có đăng ký kết hôn không? Có Hai vợ chồng anh được mấy người con rồi? một Và là có mình bé một này bé hả? này Cái thời gian gần đây hai vợ chồng anh có được hạnh phúc không? Có chuyện gì xảy ra không? cũng thời gian nay thì cũng nó hơi kiểu nhạt nhẽo xíu. Lý do gì? Em thì cũng thương nó bình thường như lúc ban đầu thôi, chứ thì nó nói cũng nó thì nó đánh, bây giờ nó hơi cộc cằn xíu thôi, thì nó hơi vợ chồng thì cũng khó khăn, mà nó hơi nhạt nhẽo vậy thôi, chứ cũng không có chuyện gì. Vậy là cái nguyên nhân chính là do anh hay là do vợ hay là do như thế nào? Cũng không có do ai hết á, mà nó nói là nó cũng đi làm đây thôi, vậy nó bỏ nó đi thì em nay em có lên. Anh là anh có quan tâm vợ không? Mình có quan tâm vợ con không? Nói chung là em quan tâm đó, mà quan tâm mà em không có kiểu mà mình tiết lộ cái thân phận của mình ra. Tức Còn là quan tâm là những cái gì ăn thức uống, hoặc là những cái chuyện gì là mình cũng phải dành cho vợ con hết. mình quan tâm nhưng mình để trong lòng đúng Dạ không? Mình đúng không có rồi, bộc mình lộ không ra có đúng bộc không? lộ kiểu mà mình làm kiểu
ra quá, nếu mà ra quá thì nó cũng không có chịu mấy, nó cũng hơi tánh cục cằn nọ hay xíu vậy đó. Anh có nhậu nhẹt không? Không nhậu nhẹt. Có chơi bời môn gì không? Anh thì lúc trước thì cũng có chơi, thời gian này bỏ, bỏ cũng được. Chơi 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 rồi. Chơi thể loại gì? Trước thì hay chơi đá gà nọ. Bỏ lâu chưa? Bỏ lâu. Bỏ cũng lúc đi, đi làm mà đâu. Mình có hay đi với bạn bè uống cà phê cà pháo không? Ít, ít lắm. Bạn bè rủ đi uống cà phê pháo cũng không muốn đi, muốn ở nhà với vợ với con thôi. Cái cách sống của anh là như thế nào? Mình có gia trưởng không? Anh hả? Nói chung là cũng sống gì bình thường vậy chứ không có gia trưởng gì mấy. Bị vợ thì nào mình cũng nhường nhịn nó, chứ mình không có gia trưởng. Nhường nhịn vợ thôi chứ không có gia trưởng. Kinh tế trong gia đình á, tiền bạc ai là người nắm giữ? Lúc trước thì vợ nắm làm thì về cũng có đưa nó giữ. Mà thời gian sau này làm thì ít cơ lương, lương thì nó hơi thiếu thốn á, thì cũng như tiền nó làm thì nó cũng tự giữ, anh không có lấy. Bây giờ thì anh con bỏ túi thì để những cái thiếu thốn gì mình đưa ra thôi, chứ không có mà về khi đưa nó cũng nói là ừ, nó cũng không muốn lấy. À, vậy là cái thời mà gian đưa thì cũng không có được số tiền nhiều. Cái thời gian gần đây là mấy tiền trăm, ai mấy trăm thôi. Tiền ai thì nó xài đúng không? Ừ, đúng mới không? Mới thời gian nay không, mình đưa nó cũng vẫn lấy xài bình thường. Mà điều có cái những cái thứ gì á, mình không có đưa là để cái tiền tiền đó là để mình mua đồ trả hoặc trả nợ, là anh không có đưa. Còn nào dư thì mình đưa mấy đưa thôi, còn cái phần đó là mình để mình lo cái nợ nần. Anh là quê ở Kiên Giang đúng không? À, quê em thì ở Bạc Liêu á, mà em cắt khẩu về bên vợ bên Kiên Giang luôn rồi. À, vợ thì ở Kiên Giang nhưng mà mình nhập khẩu bên vợ. Đúng rồi, nhập khẩu. Hai vợ chồng anh là gia đình nhà mình là hiện tại đang sinh sống và làm việc tại đâu? Em ở trên đường Bến Xe Miền Tây á, Sài Gòn. Đúng rồi, Sài Gòn á, là em làm hai chồng sinh sống ở đó cũng được mấy năm rồi. Mình có nhà cửa trên đấy không hay là không, mình muốn trọ? Muốn trọ anh đây. Vậy là cái thời gian gần đây hai vợ chồng anh là có cái chuyện gì đó không vui đúng không? Yeah. Cả hai có hay? Thứ nhất là bị nó nói xì chết tiền bạc, không có dạng như phụ nữ mà không có tiền bạc á thì khó khăn nó phải bực bội rồi. Nên là phụ nữ phải lúc nào cũng phải có tiền trong túi, khi nó mua sắm này nọ thì nó phải thoải mái, mà mình không có. Nhưng mà trước kia là có như vậy không? Tiền bạc cái mức kinh tế trước kia với bây giờ nó có giống nhau không? Trước kia thoải mái hơn, tức là thu nhập cao hơn. À, mà thoải mái hơn thì vợ chồng thì cũng sống cũng hạnh phúc lắm, chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Mà từ khi cái nợ nần nhiều, xì chết, nó nói xì chết nhiều quá này nọ, rồi tiền bạc dẫn nó không có tiền xài rồi nọ đó kia, là nó để đi làm cái kiếm tiền. Nợ nần là nợ nần cái gì anh? Là sao mình phải nợ nần? Thì lúc trước anh xem cuộc gọi đó, nếu quan trọng thì anh nghe, còn anh không quan trọng thì không. anh có thể là anh tắt máy giùm em. Dạ. Nhé. Rồi mình không có đủ kinh phí đó. Rồi tiền bạc đó. Mình thiếu lúc trước mình dịch đó rồi nọ, thiếu nợ trước rồi. Vợ chồng anh ạ, vợ chồng là phải đồng cam cạm khổ. Đúng cái rồi. Lúc sang giàu hay lúc nghèo đúng khổ rồi. Là cũng phải có nhau nhưng, anh ạ. Nhưng cái lúc mà mình khó khăn nhất á, phải có vợ chồng bên cạnh chia sẻ nhau, hoặc là đùm bọc nó, là đúng là vợ chồng đó. Mà kiểu mà lúc mình khó khăn quá nó bỏ mình đi chơi vơi như thế này luôn. Vợ anh đi là mang theo những thứ gì đi đây? Dạ. Vợ anh đi là mang theo những thứ gì đi? Mang những thứ gì là nó không mang gì chứ, thấy nó quần áo không? Nó xách cái giỏ thì nó lấy một hai bộ đồ thôi nha, nói chung là như vậy. Có nhắn tin hoặc viết thư để lại không? Không. Đi. Có nói lời nào từ biệt anh và từ biệt con không? Không. Bị nãy trốn nó đi mà không có. Trước cái ngày 30 đó là. Trước ngày 30 nó có nói là nó đi làm, là tính đi làm mà. Dạ. Mà nó nói vậy thôi chứ mà mình nghĩ là nó cũng đi làm mà, nó kiếm nhiều vòng công việc cầm vòng đây làm thì nó cũng cho mình biết ừ làm đây đó vậy đó. Dạ. Mà nó đi làm mà nó bỏ nó đi ngang xương mình, nó phá số rồi nó chặn Facebook thì tùm lum la mất tiêu hết trơn. Nhưng mà trước đó em hỏi thật anh này, hai vợ chồng có chuyện gì xảy ra không? Phải có lý do. Không có sợ xảy ra gì, chẳng em làm tiền lúc em cũng thất nghiệp. Cái thời gian mà gần ngày vợ anh bỏ đi đó, anh có thấy vợ anh có những cái dấu hiệu gì bất thường không?
Cũng bình thường à. Có thấy vợ anh có trưng dị lên không? Không, không nhân diện luôn, bình thường luôn mà. Thậm chí là son phấn nó còn không muốn xài. Điện thoại của anh và vợ là hai người có xài được của nhau không? Lấy xài là mình lấy mình có xem thì nó cũng vẫn cho bình thường, không có chuyện gì hết. Mà em cũng ít có xem lắm, xem thì nó nói mình khi không tin tưởng nó này nọ. Lúc trước thì mình cũng có ghen tuông, mà thời gian sau này mình bỏ, mình không có ghen. Là anh ghen hay là vợ anh ghen? Anh là mình thấy được cái chuyện gì xảy ra mà mình ghen. Lúc trước hồi lúc mà bé này còn nhỏ xíu à, có quyền mà bạn bè qua bên điện thoại gì nó nói chuyện qua thông thường thôi à. Mà anh thì anh không thích, anh không thích, anh nói không có quen. Mình có chồng có con rồi mình không có quen như làm gì, bạn thì bạn chứ không có kiểu mà khi quen qua quan lại gì. Khi đi nó vô những cái đường sâu á, sâu vô thêm á, mình cũng nói kiên nó này nọ thì nó cũng nó bỏ. Bạn là bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. Bạn gái thì anh không bình thường. Trước giờ là vợ anh đã từng bỏ nhà đi lần nào chưa? Trong quá trình mà lúc trước là nói về quê, hai mẹ con nó dưới là học ở dưới quê 2 năm trước rồi, học dưới quê là nó cũng đi một lần, một lần nó cũng làm giống vậy, mà nó còn con nó còn có được cái số Zalo á, thì nhắn tin gọi điện thì nó cho địa chỉ qua, lại làm bên quân nhất cho địa chỉ qua. Nhưng mà cái lần đó đi là vì lý do gì? Thì cũng không có lý do gì hết á. Thì anh nó trên đây làm, nó dưới quê nó đi lên nó làm là nó muốn không cho mình điện thoại, nó nói để nó làm anh tỉnh tâm, nó không muốn đi đi về về á. Nó nói là muốn làm có tiền. Vợ chồng anh là có đăng ký kết hôn không? Có anh trai. Có đăng ký kết hôn đúng không ạ? Anh đang nghi ngờ vợ anh đi lần này là vì điều gì đây? Ngoài cái lý do anh nói là kinh tế tiền bạc, còn lý do nào khác không? Lý do thì anh này, thì anh nghi nó đi qua Campuchia nó làm. Qua Campuchia? À, nó nói phỏng phỏng mấy lúc trước á. Qua đấy làm gì? Đi làm cái nghề thì ba đó. Có ai bên đấy không? Nhà mình á? Không có ai bên đó hết, chỉ là con nó nói chỉ quen bà gì khách mở cái tiệm bên đó. Nó bà nào? Khách, khách. Hô hô, vậy là bà khách có chào lời mời vợ anh qua đấy làm hả? Thì nghe nó nói vậy thôi chứ anh có không biết cái bà đó là bà nào luôn. Nó nói là bà khách làm kia tính đi kiếm người làm qua bên đó làm một tháng cũng đâu được vài chục gì đó. Vài chục hả? À, cái anh mới nói thôi qua nó làm chi, vì mình không muốn cho vợ con mình đi xa rồi có chuyện gì sao đâu có bỏ được. Mình có tâm sự với vợ vậy không? Có nói mà khi nó cái tánh nó thì cũng không phải là mình nói thì nó không muốn nghe sao, nó mà bọn nó mới âm thầm vậy đó, nó đậu. Vậy là vợ anh thời điểm đó, vợ anh có chia sẻ như vậy, vợ anh có phản hồi anh như thế nào không, có nói chuyện với anh như thế nào không? Khi mình chia sẻ thì nó cũng thể nó nín thinh, là nó không nói gì, nó để nó đi hay là nó không đi hết, nín thinh mình cũng phiền nó gì nó yên. Anh đang lo sợ điều gì? Anh có sợ mất vợ luôn không? Anh cũng có thể sợ, mà mình có không có chắc chắn, mình không có nói, mình chưa có biết nó được cái thông tin là những gì, mình không có dám nói bậy, không có dám nói là nó đi theo ai hay là nó làm cái gì. Mình nói là nói chung là nó nói nó đi làm đó, nó có nhắn tin về cho một cái người cô là cô bên nào cái cô khách á, nhắn sao anh, cô khách mà lúc trước làm quen nó mười mấy năm nay rồi, làm như là làm lâu lâu á, là bả có mệt mỏi gì á mình lại tới nhà mình làm cho bả. Rồi nó có bữa nó đi nó có tâm sự với bả gì đó, thì xong rồi nó đi qua, nó nghe nó đi hỏi điện bả nói là nó đi qua Cam rồi. Qua Cam này hả? Ờ, nó Campuchia á, bả nói vậy đó, mà mình thì mình không có chắc là nó qua Cam. Rồi nó nhắn tin về hôm bữa bả nhắn tin cho nó hỏi thăm nó, người con làm ổn chưa thì nó nói thì nó cũng đang còn học việc, nó mới vô làm. Nó đang còn học việc thêm, là chỉ cái việc là mới vô làm nó học, phải học theo cái công việc của người ta làm như vậy vậy đó. Nào, tháng mà tháng mấy chục triệu không có đâu. Thì em nói tháng mấy chục triệu. Anh cứ tưởng tượng như thế này nè. Lừa gạt thôi chứ đâu nè, có. Anh cứ tưởng tượng đơn giản như thế này. Campuchia còn nghèo khổ hơn ở Việt Nam mình đấy. Dạ, dạ, dạ. Mà qua đấy làm mà vợ anh đòi làm một tháng mấy chục triệu thì anh biết như thế nào rồi. Em sợ đó. Không có đâu. Nếu mà có cái mức giá mấy chục triệu thì sẽ là một cái công việc không lành mạnh. Công việc không lành mạnh thì anh hiểu rồi.
đúng không? Đúng rồi. Anh là người hiểu nhất đúng không? Đúng đúng đúng, em hiểu, đâu phải là mấy chục triệu đó là mình làm mình khỏe, mình làm này nọ bình thường như mình ở đây Việt Nam. Làm gì có cái chuyện nào đúng, mà để sơi vậy được? Không, mình không có bằng cấp gì sao mà mình lên được mấy chục triệu một tháng đó. Khổ đúng chưa? Nhưng mà cái chuyện vợ chồng anh là người giỏi nhất, chắc chắn anh là người giỏi nhất. Đúng đúng em. Vợ chồng là chung sống với nhau dù gì cũng mười mấy năm trời, đúng. Anh và vợ anh sẽ là người hiểu rõ nhất. À đúng rồi mà. Còn anh em ở đây hoặc là cô chú anh chị đang xem video này thì không thể nắm bắt được cái tình hình. Không nắm bắt được mà đều mình có bao nhiêu mình chia sẻ lên bao nhiêu. Là nói chung là em rất là thương vợ em, thậm chí là nó đi từ hôm bữa tới giờ là em không ăn ngủ được, như con em nó cũng bệnh hoạn, nó cũng bỏ học luôn. Trời đất ơi. Bởi vì lúc trước khi mẹ đi là nó về nó khóc quá trời luôn rồi nó phải bỏ học. Nó bệnh em phải, lúc đó là em gối hết trơn, em không còn gì á. Bị lúc vừa mẹ đi con bệnh nữa, rồi mới chạy mua thuốc uống, mà mua thuốc dán rồi cho nó. Giờ tới giờ em suy nghĩ lắm em mới lên tìm. Cái chuyện mà vợ anh bỏ đi như vậy á, anh có thông báo cho gia đình bên vợ biết chưa? Có hết rồi, bà già vợ em là biết hết rồi. Mẹ vợ có nói gì với anh không? Có khuyên anh gì không? Không, cũng có phiền mà bà vợ thì bà cũng không có muốn nó đi như vậy, bà cũng muốn nó quay về đang để lo cho con nó ăn học hoặc nhà cơm nước, để sáng đi chiều về làm gì đó, thì sáng đi chiều về hoặc là làm gần ở đây mình cũng biết, thì mình cũng lâu lâu qua mình cha con qua thăm, làm ở tại tiệm cũng được, mà được có cái nó đi như thế này mình không biết nó ở đi ở đâu hay làm cái gì mình mới sợ. Trong cái thời gian chung sống với nhau, em hỏi thật anh, em hỏi anh thêm một lần nữa rằng là anh có bao giờ anh ra tay với vợ anh không? Không. Từ trước tới giờ? Từ trước lúc mười mấy năm trước á, lúc chưa sanh bé thì có làm đánh như một lần, nhưng là một cái thôi. Là tới giờ là nó khóc quá trời, anh cũng vậy, anh cũng hối hận là lúc đó tới giờ là không bao giờ đụng bập tay nào, có cự cãi. Mình có tạo áp lực gì cho vợ không? Có cự cãi, có áp lực thì những có lúc có áp lực là như mình hay nói nhiều, mình không thấy thì mình thấy cái đó mình không đồng ý đó, mình hay nói nhiều, mình nói này nọ kia vậy đó, mình nói thôi không cho vợ nó hiểu, mà vợ thì nó không thích nói nhiều nó à. Thì nó nói xôn, nói nhiều quá nó bực bội, mình nó khó chịu đúng không? Nó quạo lên thì mình cứ im đi, rồi những cái nào mình không thích nữa mình không thích thì mình nói nữa, nói nhây thì cái nó không thích, chứ không bao giờ đánh, không bao giờ làm gì. Cái chuyện mà tiền bạc kinh tế trong gia đình đó, mình có tính toán chi li keo kiệt không anh ấy? Nói chung là không có tính toán với như vợ. Lúc trước thì cũng có tính, mà bây giờ là lâu rồi, bộ thời gian sau này á, vợ làm bao nhiêu tiền không có hỏi, em làm bao nhiêu tiền còn không hay là gì, vợ nó xài nhiều bây giờ kệ nó, mình cứ có thì mình đưa cho nó thêm, còn nó không có thì mình giữ mình để mình trang trải cuộc sống trong gia đình, phòng trọ phòng nọ đó để mình trả. Vợ anh là có ăn xài phung phí không? Không, nó nói chung phung phí thì nó cũng ít, nhiều khi nó muốn mua món đồ đó nó phải đắn đo. Đồ nó muốn mua nó cũng suy nghĩ dữ lắm nó mới dám mua. Vậy là trong 21 ngày trời là không có gọi điện báo tin gì hết cho gia đình? Đúng rồi, không có gọi điện báo tin. Có chặn số liên lạc của anh không? Có chặn. Chặn hết luôn hả? Chặn hết luôn. Ơi đất ơi. Em xin phép được chuyện trò với con gái của anh nhé. Xíu nữa em sẽ chuyện trò tiếp tục với anh. Rồi chào con. Con giới thiệu con tên gì? Dạ con tên là Ngọc Trân. Ngọc Trân hả? Trân năm nay nhiêu tuổi con? Dạ con 13 tuổi. Mẹ là mẹ bỏ đi 21 ngày rồi hả? Dạ đúng rồi. Trong quá trình chung sống với mẹ với ba có cãi lộn nhau không? Dạ có nhưng mà rất ít. Có khi là cũng im lặng chỉ nhìn nhau khó chịu thôi, chứ cũng chả có cãi lộn hay là cái gì hết. Con chứng kiến bao nhiêu lần rồi? Con cũng chứng kiến được vài lần, nhưng mà con cũng cảm giác rất bình thường. Vì kiểu con biết cha con là một người cũng không có đánh đập gì mẹ, con cũng cảm giác rất bình thường thôi. Con thấy ba có thương mẹ nhiều không? Dạ có, đó, con rất thấy là cha con thương mẹ con nhiều lắm. Lần nào cha con cũng mua đồ cho mẹ không à. Rồi con cũng thấy là cha với mẹ nào cũng ở gần nhau, chứ không phải là cứ là ở xa nhau ngoài, mà lần nào cũng ở gần nhau, sắp sát nhau rất là nhiều, chứ không phải là không thương nhau, rất là thương nhau. Còn con thấy mẹ có thương ba không? Dạ có, mẹ con luôn chăm sóc cha con với con rất là nhiều luôn.
Vì nên là mẹ con cực kỳ thương cha con. Lần này mẹ bỏ đi mẹ có nói gì với con không? Dạ cũng chỉ dặn dò con ăn uống đầy đủ và ăn học đàng hoàng. Và còn cho con ít tiền để con có thể có tiền để đi học. Thì con cũng nghĩ qua là tại hàng ngày mẹ con cũng cho con tiền nhiều, nên con cũng nghĩ là mẹ con cho con tiền để con học, ăn học thôi chứ không có gì hết trơn. Vậy là trước khi bỏ đi là mẹ có dặn dò con? Dạ. Và cho con nhiều tiền không? Con có thể chia sẻ cụ thể số tiền bao nhiêu không? Số tiền là 400 ngàn. 400 ngàn mà nhiều gì con? Con tại vì mẹ con ít khi cho con một số tiền lớn như vậy. À. Mẹ con chỉ cho tầm vài chục ngàn là còn hơn thì 50 thôi chứ cũng không giờ hơn 100 ngàn. Mẹ cho rồi mẹ dặn dò là cố gắng ăn học đàng hoàng hả? Dạ, đúng. Mẹ có nói là mẹ đi đâu, đi làm sao? Mẹ cũng có hay trò chuyện với con, thì con là người trò chuyện với mẹ nhiều nhất. Ừ. Mẹ cũng chỉ bảo là mẹ đi làm để mẹ gán, mẹ kiếm tiền, mẹ sẽ cho con tiền, ít tiền. Tại vì mẹ biết con cũng là đứa con mà kiểu con không có đua đòi hay cái gì hết. Ừ. Nhưng mà mẹ thấy tội nghiệp con bạn, những người bạn con cũng có đồ đẹp này, con cũng thấy con cũng cảm giác con cũng muốn, nhưng mà con không giờ dám nói mẹ. Nhưng mà mẹ con biết là con rất thích những cái đó, thì mẹ con cũng hay chia ra những số tiền đó để cho con ít tiền để mua đồ. Ừ. Vì vậy nên là con cảm giác là mẹ rất là thương con. Và mẹ đi làm á thì mẹ cũng chỉ nói là mẹ đi làm, mẹ không giờ làm những cái chuyện mà bậy bạ gì đâu. Mẹ cũng mà mẹ nói là mẹ đi qua Cam, nhưng con nghĩ mẹ không giờ qua Cam được. Con vẫn tin rằng là mẹ vẫn còn ở Việt Nam. Dạ đúng rồi. Tại vì con hay trò chuyện với mẹ nhiều hơn cả cha. Thì cha con cũng có trò chuyện với mẹ, nhưng mà tối nào con cũng hay thức khuya với mẹ để con trò chuyện, để con hiểu rõ mẹ hơn. Tại vì mẹ con hồi đó cũng đi làm xa nên là con ít khi trò chuyện với mẹ. Bây giờ mẹ con nghỉ tầm 2 tuần đó là con cố gắng con trò chuyện và tiếp xúc với mẹ nhiều hơn để biết hiểu rõ mẹ hơn. Con thấy mẹ là người như thế nào? Con cảm nhận về mẹ của con đi. Con cảm nhận mẹ là một người mẹ tốt. Dù mẹ khá là cọc cằn với con, với cha, nhưng thực sự là mẹ là một người mẹ tốt. Mẹ từ đó tới giờ mẹ không bao giờ mà mẹ ganh tị hay khó khăn gì với con cả. Mẹ lần nào cũng cho con tiền, đồ đạc gì là mẹ toàn cho con hết trơn á. Tiền ra tiền trong gia đình là tiền là mẹ là người chi nhiều nhất để lo cho gia đình. Chỉ có một mình mẹ là lo cho gia đình là nhiều hơn. Con thấy ba thế nào? Cái công việc của ba? Công việc của ba con thì cũng ổn, hồi đó thì ổn chứ giờ con cảm giác như là cũng không ổn lắm. Nhưng mà cha con cũng là người chăm lo cho con, cha con cũng chiều và mua đồ, con cũng chiều con và hay mua đồ cho con nhiều lắm, nhưng mà vẫn không bằng mẹ của con. Con thấy ba là có quan tâm mẹ nhiều không? Dạ có, lần nào cũng quan tâm mẹ. Mẹ bệnh hay mẹ gì hết là mẹ cha luôn quan tâm. Hoặc là những cái buổi tối khuya á, là kiểu mẹ con mệt mỏi bệnh là cha con đều quan tâm. Và có thể là kiếm những cái tiệm thuốc để mua thuốc. Hoặc là trong nhà lục hết tất cả coi có thuốc nào cho mẹ uống, như là đau đầu hay là mệt mỏi, sốt, cảm gì đó, thì cha con đều cố gắng kiếm thuốc cho mẹ uống. Hoặc là nấu cho mẹ những bữa cơm ngon. Vậy hả? Dạ. Vậy là ba ở nhà là ba hay nấu cơm lắm hả? Dạ, cha con đa số là nấu cơm nhiều hơn mẹ. Thì mẹ con cũng có nấu cơm, nhưng mà tại mẹ con hồi đó giờ là đi làm xa. Nhưng mà cũng có về nhà hay là dọn dẹp nhà cửa gì đó, chứ cũng ít nấu cơm. Vậy là con thấy ba là rất tốt với mẹ, mẹ cũng rất tốt với ba. Dạ. Cả gia đình rất thương nhau. Dạ. Ba có khó tính không? Ba có bao giờ mà cằn nhằn cái chuyện tiền bạc với mẹ không? Dạ cũng có khó tính, nhưng mà về cằn nhằn tiền bạc á thì kiểu những cái chuyện nào mà mẹ con làm về tiền bạc mà kiểu phung phí hoặc cái gì đó thì cha con sẽ nhắc nhở, chứ cũng không phải là chửi rủa gì, chỉ kiểu nhắc nhở mẹ con á là cố gắng xài tiết kiệm này nọ. Nhưng thực sự những cái câu nói cha nói ra thì cũng chỉ tốt cho mẹ, nhưng mà nói ra vậy thôi, chứ cha con cũng chi nhiều tiền ra đưa cho mẹ con. Lần nào cũng vậy, đi làm về mà có dư giả gì cũng đưa cho mẹ con hết, để mẹ con có tiền để xài và ăn uống. Như muốn mua gì thì cũng không cần phải đắn đo gì nhiều. Chứ thực sự mua một món đồ thôi mẹ con cũng phải đợi suy nghĩ còn 2-3 ngày hoặc là nhiều tuần gì đó mẹ con mới dám mua một cái đó. Vì vậy nên là con nghĩ là mẹ con cũng là một người rất là tiết kiệm. Vì cha con cũng không phải là cằn nhằn cọc cằn gì tiền bạc gì nhiều lắm.
thì chỉ có cha con chỉ nhắc nhở, nhưng thực sự cha nhắc nhở thì cha con cũng là một người khá là nói nhiều. Ba nói nhiều mà. Dạ, đó là tính tính mẹ con thì không thích ai nói nhiều hoặc là lảng nhảng gì trong đầu mẹ con, nên vì vậy hai người kiểu không hợp tính nhau, nhưng mà kiểu nói chuyện vẫn bình thường. Vì cha con cũng hay nhắc nhở cha cũng đừng nên nói nhiều gì với mẹ, nên là vì vậy cha con cũng im lặng, chả muốn nói gì hết, cũng để cho mẹ con bớt cơ suy xì chép và suy nghĩ nhiều. Tức là ba có một vấn đề mà ba hay nói lặp đi lặp lại nhiều lần hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà thì vì vậy, nhưng mà con luôn nhắc nhở cha, thì kiểu trong nhà con cũng có một phần tiếng nói gì nên là cha con cũng hay nghe theo con. Con là một người kiểu cũng con cũng đã trưởng thành, con cũng biết suy nghĩ rồi, nên vì vậy là những cái gì mà cha nói ra mà đã thấy mẹ con khó chịu thì chắc nhiên là con sẽ là người can ngăn cha con không nói nữa. Thì cha con cũng là một người cũng nghe lời nên là chắc chắn là sẽ không nói nữa, để im lặng không muốn nói luôn. Con có thấy ba đi ra bên ngoài đi chơi bời nhậu nhẹt bạn bè cà phê cà pháo không? Cha con rất ít khi nhậu nhẹt, có thể là từ đó giờ chưa giờ thấy nhậu nhẹt luôn. Tuyệt vời mà. Con rất thấy là ít, cực kỳ ít luôn, không có khi là không có, và uống cà phê cà pháo thì cũng không có luôn, rất ít, trừ khi là quá buồn rồi, nhưng mà uống cà phê cà pháo thì chỉ đi với con chứ chả đi với bạn bè gì hết. Còn về chơi bời thì hồi đó cha con cũng có chơi, nhưng mà không phải là chơi nhiều, không phải là chơi tới nỗi mà nhiều quá, tới nỗi mà chỉ giờ thì cha con bỏ rất là lâu rồi, bỏ đây cũng vài năm rồi. Ba có hay đưa mẹ và đưa con đi chơi không? Dạ có, những cái dịp nào mà dịp lễ hoặc là những cái ngày thường cũng hay đưa con với cha con đi chơi, đưa con với mẹ con đi chơi. Thì cha con cũng tốt với mẹ với con lắm, luôn đưa đi như là mua đồ ăn, thức uống hoặc là đi những cái khu vui chơi này nọ. Vậy là con cảm nhận về cha mẹ và về gia đình là gia đình nhà con là rất hạnh phúc. Dạ. Và không có chuyện gì to tát xảy ra. Nhưng mà tới giờ phút này là mẹ con bỗng dưng là bỏ hai cho con ở lại. Bản thân con cảm thấy buồn không? Cảm nhận của con thì cảm con là một người không bộc lộ cảm xúc. Trong lòng con khá là cũng buồn vì mẹ. Hồi đó con có khóc, nhưng con sẽ khóc bằng là con một mình con biết thôi, không muốn cho ai biết hết á. Nhưng nếu mà đã bị người ta biết rồi cũng kệ, cũng mình khóc thì mình khóc thôi, mình nhớ. Còn về con thì con cảm giác như là con bình thường, ở bên ngoài nhìn con bình thường, người ta nghĩ con không thương mẹ, nhưng thực sự trong lòng con rất nhớ mẹ. Đường nào con muốn trông chờ tin nhắn về mong mẹ luôn mở liên lạc với con. Con nghĩ nếu mà mẹ mở liên lạc với con, về với con thì tất nhiên là con rất là vui, chứ con thì trong lòng con buồn lắm chứ không phải không buồn. Con năm nay là mới 13 tuổi đúng không? Dạ. Nhưng bản thân chú cảm nhận được con có những cái suy nghĩ rất là chín chắn và rất trưởng thành. Con khác rất nhiều các bé 13 tuổi. Tại từ lúc kia nó khổ lắm, nó nhỏ lớn. Con rất là hiền, con rất là ngoan. Và con cảm nhận được cái sự yêu thương của gia đình. Và con hiểu được cha con, mẹ con. Trước giờ là con có làm cái điều gì cho cha mẹ phải buồn không? Thì kiểu con thì học hành con cũng được, chứ không phải là con học hành thì rất ok. Mẹ con rất tự hào về thành tích học của con. Thì năm nào cũng được học sinh giỏi hoặc là những học sinh trung bình khá gì đó. Thì mẹ con rất là quan tâm về cái sự việc học của con và ba mẹ. Thì về ba mẹ buồn thì cái đầu tiên đó là con hay khó khăn cằn nhằn, kiểu cảm giác như là hồi đó con cũng chưa trưởng thành thì con kiểu khó chịu cọc cằn với ba mẹ nhiều, tại vì con đang kiểu cái tuổi đó là con đang rối loạn về cái tuổi đó nên là con khó khăn. Con hay kiểu cãi lời ba mẹ, nhưng bây giờ con cảm giác là con sai rồi. Con hồi đó cũng thấy là mình cãi lời ba mẹ sai, con cũng hay xin lỗi ba mẹ mình. Ba mẹ ít khi phạt con lắm, trừ khi mà con đã quá sức tưởng tượng thì ba mẹ sẽ phạt con. Nhưng đây từ lớn, bây giờ nhỏ thì con hay bị phạt nhiều, nhưng mà từ lớn tới giờ con chưa bao giờ bị phạt nhiều nhé. Hoặc là những cái điều mà con làm sai con chỉ bị nhắc nhở, chưa bao giờ bị chửi hay là bị đánh đập gì hết á. Con gái rất tuyệt vời, thật sự chú cảm nhận được cái suy nghĩ của con như người trưởng thành, mặc dù tuổi đời của con còn rất nhỏ. Bây giờ tâm trạng và cái cảm xúc của con rất sợ. Con sợ rằng là ba mẹ
Lần này mẹ đi là chưa biết lần nào mẹ về, chưa biết khi nào mẹ về. Sợ ba buồn, mẹ buồn và sợ cái gia đình hạnh phúc của mình là không còn được như xưa nữa, đúng không? Con hãy nói một cái điều gì đó với mẹ của con. Để mẹ của con xem được video này, mẹ sớm quay trở về đoàn tụ với ba và chăm sóc con. Cả gia đình cùng nhau quay lại như xưa. Con muốn mong mẹ về với con, tại vì á, mẹ cũng là người chăm lo gia đình. Con biết mẹ còn thương con, không phải là bỏ mặc con. Mẹ kiểu muốn kiếm tiền nhiều để lo cho con. Mẹ biết con là một người rất là thích mua, kiểu con khá là thích mua đồ như cái này cái nọ, muốn mua nhưng mà không dám mua. Thì con mong mẹ nghĩ là bây giờ mẹ gán kiếm tiền nhiều để mẹ về, mẹ cho con tiền, nhưng con không cần số tiền nhớ, con chỉ cần ba mẹ hạnh phúc. Mong là gia đình hạnh phúc thôi, không cần tiền hết. Con cũng không phải là người mà chơi phung phí gì hết. Con rất ít khi mà đi chơi hay là mua đồ gì. Nên vậy con mong mẹ về với con và cha. Ăn uống gì con đều kiểu mẹ muốn ăn gì con với cha đều sẽ chia ra đó để mẹ ăn. Còn về mẹ muốn đi làm, con cha với con sẽ kiểu cho mẹ đi làm, nhưng mẹ đi làm ở Việt Nam đi, đừng có đi qua những cái chỗ mà nước khác, vì những cái nước đó mình vẫn chưa hiểu gì họ, và mình kiểu mình họ như giờ họ bán mình đi cái này cái nọ vì rất là nguy hiểm. Con mong mẹ đừng có đi bậy bạ vậy. Con không nghĩ là mẹ sẽ làm những chuyện bậy bạ gì đâu. Con rất tin tưởng mẹ, vì vậy con mong mẹ về với con. Mẹ nếu mà mẹ vì con tin tưởng mẹ nên mẹ nghĩ mẹ không làm những điều nào sai trái, thì con mong mẹ về với con và gia đình mình có thể cố gắng đoàn tụ lại với nhau. Để có gì tiền bạc gì thì cha con sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho gia đình. Con mong mẹ có thể về với con và cha, và ăn uống thì đều là cha con sẽ cố gắng lo. Con cũng đang gán học hành để sau này có tương lai tốt đẹp để cho mẹ tự hào hơn. Con mong là mẹ về với con và cha đi. Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Rất thương, rất tội anh ạ. Vợ chồng anh nuôi dạy bé rất tốt, thật sự rất tốt, giáo dục bé rất tốt đấy. Những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc của bé, những cái lời nói của bé, bản thân em ngồi đây em cảm nhận được, không riêng gì em đâu, mà tất cả các cô chú anh chị xem video này cảm nhận được những cái lời nói của con gái nhà mình thoát ra, nghe rất xúc động và rất nghẹn lòng. Bé 13 tuổi mà em không tin được rằng là bé nói chuyện như vậy đâu. Thật sự là như vậy. Bởi vì cái tuổi này là cái tuổi ăn tuổi chơi, cái tuổi này là cái tuổi này là tuổi không phải suy nghĩ nhiều, nhưng mà tới giờ phút này là chuyện của người lớn mà đang làm ảnh hưởng tới bé. Thứ nhất là cái tinh thần của bé này. Đúng rồi, nó còn đang tuổi ăn tuổi học. Tuổi này tuổi ăn tuổi học tuổi chơi, nhưng mà bé bây giờ là cái chuyện của vợ chồng, của ba mẹ mà làm bé phải vướng bận, phải bận tâm, phải trong suy nghĩ. Nên mà rất mong rằng là vợ anh xem được video này, đang ở đâu đó thì hãy sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình, rồi, vợ chồng có nhau. Có nhau, có vì em là Hương nói dữ lắm, em mới đi tìm vợ em đó. Anh hãy nói một điều gì đó với vợ đi. Em xem được cái clip này em quay về với hai vợ con đi. Anh thì không mơ mốt, anh không có nói nhiều gì với em hết á, để cho em thoải mái tinh thần. Anh không phải là anh muốn nói nhiều để cho gia đình mình mất hạnh phúc đâu, vì anh cũng nhắc nhở mà tại em không thích. Cái đó thì mong em bỏ qua cho anh đi. Muốn anh không có dám nói nhiều với em nữa. Về với con đi, cho con ăn học em ơi. Năm bữa giờ nó bệnh, nó đâu có ăn học gì đâu, nó nghỉ cũng bữa hai ba bữa rồi. Quay về đi, em coi được clip này, em quay về với hai cha con. Mong rằng là vợ anh khi quay trở về thì bản thân anh là đàn ông á, thì những cái gì nói thì mình nói, mình cũng sửa đổi lại ha. Sửa đổi rồi còn khoảng nửa đời thời gian sau em phải lo cho vợ con em đàng hoàng. Và mong rằng chị gái xem được video này, thương chồng thương con thì về đi. Nhìn con gái của chị em cảm thấy, bản thân em ngồi đây mà em cảm thấy em rất là nghẹn lòng. Nên mà thương chồng thương con thì quay về. Vợ chồng mười mấy năm trời mình chung sống với nhau rồi, mình cũng đã hiểu nhau một phần nào, tuy là chưa thể hiểu hết, nhưng mình cũng phải hiểu nhau là 8 đến 9 phần rồi. Nên mà chị quay trở về, cái mức thu nhập bây giờ nếu mà mười mấy triệu thì mình cũng sống được mà. Đúng rồi. Còn bây giờ nếu mà chị mà nghe lời người ta mà chị đi qua cam một cái, em nói thật với chị luôn, chắc chắn chị sẽ gặp những cái điều rất là khó khăn. Thứ nhất,
Cái thứ hai là lỡ như người ta mà lừa đảo, lúc đó chị khổ bản thân chị nữa, mà không riêng gì khổ bản thân chị đâu, mà khổ chồng chị, khổ con chị, bởi vì không có cái việc nào là việc nhẹ và lương cao đâu. Cái công việc massage, làm spa đúng không ạ, công việc làm đẹp. Và chị cũng nên nhớ rằng là ở Campuchia nghèo và khổ hơn ở Việt Nam, mà qua đấy mình để cho họ nói một tháng mấy chục triệu mà mình tin lời mình qua đấy, thì cái đó là cái điều mà hoang đường, không có thật đâu. Mình mong rằng là chị ở phương trời nào đó, nếu mà chưa qua Cam đã còn ở Việt Nam, hoặc là chị có giận chồng chuyện gì đó thì mình cũng về mình nói chuyện với chồng. Ngồi nhau nói chuyện. Vợ không hiểu chồng, chồng không hiểu vợ, thì mình có thể là mình ngồi nhau, mình ngồi lại mình nói chuyện cái này cái kia anh làm không được, hoặc cái này là em như thế nào đó, để mình dễ dàng hơn, mình dễ sống, dễ hiểu với nhau hơn. Bây giờ mình cứ nghĩ tương lai cho bé đi. Còn nếu thật sự tới giờ phút này mà chị không còn thương chồng nữa thì chị cũng nghĩ về con, chị cũng phải quay trở về để chị nói chuyện rõ ràng với chồng của mình. Mình cũng đừng bỏ đi như vậy. Ví dụ bây giờ tới giờ phút này chị bảo là chị cảm thấy là cuộc sống hiện tại nhàm chán quá và không muốn sống với chồng chị nữa, thì chị cũng phải quay về. Bởi vì là vợ chồng anh chị là có đăng ký kết hôn đúng với pháp luật, nên mà chị cứ quay về chị nói chuyện rõ ràng, còn thương hay không thương mình cũng quay về mình nói chuyện. Chứ mình đừng có lặng im như vậy, là bé bây giờ bé 13 tuổi, đặc biệt con gái của chị là con gái, mà nhà duy nhất có một mình bé. Bây giờ bé cái phải như thế nào đây, cha mẹ như vậy giờ bé như thế nào đây, tinh thần nào để học hành đây. Nên mong rằng chị là chín bỏ lầm 10, những cái nào mà không nên không đáng thì mình bỏ qua hết tất cả, để vợ chồng có thể là hòa hợp lại với nhau, để nuôi dạy cho con ăn học thành người. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy chị gái như trong hình ở đâu thì cô chú anh chị gọi điện theo số điện thoại 0913 785858 của anh em đội hiệp sĩ Tân Hải báo tin, để anh em gặp được chị gái cũng như là khuyên chị gái sớm quay trở về đoàn tụ với chồng với con, đặc biệt là về để cho con nó có cha có cả mẹ để nó tiếp tục ăn học. Thì rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả các cô chú anh chị xem cũng như là chia sẻ lan tỏa, để hy vọng một ngày gần nhất gia đình anh chị được đoàn tụ bên nhau. Thì cái sự việc của hai ba con thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí anh nhé. Thì hôm nay anh cùng với con gái về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm vợ. Tìm Thì vợ. anh cũng như là con gái có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm vợ về cho anh không? Con gái có đồng ý không? Tìm mẹ về cho con không? Toàn bộ thông tin sự việc anh vừa chia sẻ có đúng với sự thật không? À, đúng rồi. Nếu Dạ, sai, con ghi nhận là cha con là những người nói đúng. nếu mà sai Con thì lỗi với pháp luật. nếu sai là anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm Đúng trước rồi, pháp đúng rồi. luật Bây nhé. giờ em có bao nhiêu em nói bao nhiêu. Bỏ cảm xúc của em ra mà bị gì em rất là thương vợ em Cuối rồi. video thì em xin chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, và em hy vọng một ngày gần nhất vợ anh sẽ quay trở về để vợ chồng con cái đoàn tụ có nhau. Đúng rồi. Và đặc biệt chúc cho con gái nhá, con gái phải luôn luôn giữ vững cái lập trường và cái tinh thần của mình. Con muốn thay đổi cuộc đời tương lai, bởi vì bây giờ con đã biết trước là ba mẹ khổ, đúng chưa? Chính vì ba mẹ không được ăn học tới nơi tới chốn nên ba mẹ phải với khổ như vậy. Bản thân con muốn thay đổi được cái cuộc đời tương lai của con, ngoài việc học ra thì con phải chẳng còn có cái gì khác, bởi vì cái tuổi này là tuổi ăn tuổi học, nên con phải cố gắng học tập thật giỏi để sau này con kiếm một cái công việc nào đó nó phù hợp với con, để kiếm thật nhiều tiền để thứ nhất là cho gia đình mình thay đổi hơn ha. Và con cũng cố gắng lên nha, cái chuyện mẹ như vậy thì con cũng cũng, cũng 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 cố gắng lên, con phải tập trung vào việc học con gái nhé. Chú hy vọng rằng là mẹ con xem được sẽ về đấy nhá, không có mẹ nào bỏ con đâu. Mẹ con có thể bỏ ba con được nhưng mà không bao giờ bỏ con được, chú dám chắc rằng trên đời này không có người mẹ nào bỏ con đâu nhá. Chú vẫn mong cái điều tốt đẹp đến với gia đình nhà con. Rồi xin chào hai cha con, em cũng xin chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những Xin video tiếp theo. chào.